Và thưa quý vị, giá vàng lên 2.000 Mỹ Kim một ounce không phải là dấu hiệu tốt cho nền kinh tế. Giá một ounce vàng trên thị trường của Hoa Kỳ đã phá vỡ từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Gần đây đã chạm mốc là 2.000 Mỹ Kim, cột mốc mà các chuyên viên của kinh tế cho rằng chỉ số tự tin của người tiêu thụ đang giảm mạnh. Matthew Miller, nhà phân tích kinh tế của công ty CFRA Research thì nói rằng vàng đã trở thành một sự lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư muốn đặt khoản tiền tiết kiệm của họ vào nơi an toàn, tức là sẵn sàng đổi tiền giấy để mua vàng bạc. Có vẻ như tình hình kinh tế và sự bất ổn của thị trường đã tạo ra ngôi vị thống soái cho bảng vị vàng. Theo Gail Golan, nhà phân tích tiền lệ của công ty môi giới HYCM đặt trụ sở tại Anh, thì giới đầu tư không tin rằng đại dịch COVID-19 sẽ bị dập tắt và lo ngại làn sóng đại dịch thứ hai sẽ bùng phát và lan tràn vào những ngày sắp đến. Về mặt lịch sử thì sự hạn chế lớn nhất của bảng vị vàng đối với giới đầu tư là không mang lại cổ tức như là cổ phiếu hoặc là tiền lời như trái phiếu. Trong khi đó thì chính sách chạy theo chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Donald Trump đã làm giảm vị thế Hoa Kỳ trên trường thế giới và xói mòn niềm tin về giá trị của đồng Mỹ Kim như một nơi trú ẩn đáng tin cậy. Trước mùa đại dịch COVID-19, giá vàng đã tăng lên vì nhiều quốc gia không coi Mỹ Kim là đồng tiền dự trữ của thế giới. Jeffrey Frankel, giáo sư tại trường chính trị Kennedy của trường đại học Harvard thì cho biết rằng vàng là đối thủ cạnh tranh với đồng Mỹ Kim trong thời điểm rủi ro, nhưng có thể về lâu dài thì đồng Mỹ Kim bị tổn thương, thưa quý vị.